Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn. Bác sĩ chỉ cách giúp não trẻ hàng chục tuổi nghiên cứu cho thấy thử thách bản thân bằng cách học những điều mới có thể khiến bộ não của người lớn trẻ hơn từ 30 đến 50 tuổi. Khi bạn già đi, toàn bộ cơ thể, bao gồm cả bộ não, sẽ trải qua những thay đổi. Kết quả là thời gian tập trung của bạn ngắn hơn. Bạn mất nhiều thời gian hơn để học những điều mới và không nhớ thông tin tốt như trước đây. Tuy nhiên, tiến sĩ người Anh Michael Mosley cho rằng bạn vẫn có thể tránh được xu hướng dường như tất yếu này. Thậm chí, bạn có thể làm cho bộ não của mình trẻ hơn từ 30 tới 50 tuổi. Vị bác sĩ chia sẻ trên podcast Stay Young, mãi trẻ của mình, các nhà khoa học đã phân tích thông tin của một số người hơn 70 tuổi và nhận thấy họ có thể thực hiện tốt các bài kiểm tra trí nhớ như những người trẻ hơn hàng chục tuổi. Để bộ não trẻ hơn đáng kể, bạn cần học đồng thời ba kỹ năng mới người đã nghiên cứu về lợi ích của việc thử thách bản thân, giải thích rõ hơn về tác dụng trên. Tiến sĩ V.K.U chuyên nghiên cứu về tâm lý phát triển của trẻ nhỏ. Cô quan điểm môi trường học nhiều kỹ năng mới giống như trẻ em cũng tốt cho người lớn tuổi. Theo Express, nghiên cứu của tiến sĩ V.K.U dựa trên một nhóm người lớn thực hiện ít nhất 3 kỹ năng mới cùng lúc trong thời gian 3 tháng. Họ dành khoảng 15 giờ mỗi tuần để làm bài tập về nhà và ngồi trong lớp học. Độ tuổi của những người tham gia dao động từ 60 tuổi đến hơn 80 tuổi. Họ tìm hiểu từ học thuật cho tới sáng tạo như học ngoại ngữ, chụp ảnh. Điều quan trọng là không giao cho các tình nguyện viên học điều gì đó mà họ biết nhiều để nhiệm vụ trở thành một thách thức thực sự. Tiến sĩ V.K.U cho biết, chúng tôi thấy rằng khi thử nghiệm kết thúc, nhóm người tham gia đã thể hiện khả năng nhận thức ở mức độ của những người trẻ hơn họ 30 tuổi. Sau hơn một năm, bộ não của họ thậm chí còn hoạt động tốt hơn. Những người tham gia đã cải thiện được trí nhớ cũng như khả năng tập trung. Dựa trên kết quả nghiên cứu và lời khuyên của tiến sĩ VKU, điều quan trọng nhất là tìm ra ba kỹ năng sẽ thực sự thách thức bạn. Tiến sĩ VKU nói thêm, điều chúng tôi khuyến khích mọi người là dành nhiều thời gian nhất có thể trong cuộc sống hàng ngày để học các kỹ năng mới. Bạn sẽ thấy lợi ích nhiều hay ít phụ thuộc vào lượng thời gian. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn.